Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu và các thánh đệ gần tới thành Jerusalem, đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó. Có con lừa con bên cạnh, các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì thì trả lời là thầy có điều cần dùng, thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đừng mua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con là con của phụ vận trợ đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ, lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cởi lên. Đông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá lại lên lối đi. Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy: hoan hô thái tử nhà David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông nào vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu người Nazareth xứ Galilê ấy. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, giờ đây chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường lên đón Chúa Kitô. Xin đến cuộc gương chúng ta bắt đầu. Vạn tuế con vua David, Chúa
cùng gần nhân danh Chúa mà đến. Dân hay cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. Vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, con vua David. Chúa cùng đấng nhân danh Chúa. Vạn quê, vạn là vạn quê, con vua David. Chúa tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa tiến vào thánh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, kèn vang lên trỗi khúc trầm hùng. Vươn câu ca mừng hát khen Ngài. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, con vua David. Chúa tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, con vua David. Danh Chúa mà đến. Vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, vạn là vạn quê, con vua David. Chúa tôn đấng nhân danh Chúa.
Để rồi chúng ta đem đối chiếu với thái độ sống của mình trước Chúa trong những ngày hồng phúc thánh thiêng này. Nhân vật đầu tiên chúng ta cần suy gẫm đó là Judas Iscariot, một kẻ đồng Chúa trong người dân hai với giá 30 đồng bạc, giá một mạng người quá mạnh. Mặc dù là một tông đồ trong nhóm 12 được Chúa về chọn, yêu thương, giáo dục, chia sẻ sự mạng, chứng kiến rất nhiều những phép lạ cho ta, nhưng rồi quay mặt phản bội thần. Ngay cả khi được Chúa cảnh tỉnh, trong anh em có người sẽ bỏ lại. Judas vẫn tặng lời nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thưa thầy, chắc mẹ có sao? Ông chỉ hối hận và phút chót khi Đức Giêsu bị bắt, không phải ông hối hận để rồi ăn năn làm lại, nhưng thất vọng ném xuống mặt vào đền thờ rồi đi thắp cổ tự tử. Đó là sự thật. Nhân vật thứ hai làm cho chúng ta phải suy nghĩ đó là số 14 trong tốc độ của con cá. Phêrô đại diện cho các anh em rất mạnh mẽ trước khi Chúa Giêsu bị bắt, dù phải chết với thần con cũng sẽ theo thần. Ấy thế mà khi thầy bị bắt, chỉ vài một vài câu hỏi xác minh của tớ gái Phêrô đã cũng ngần ngại cho với thầy tớ ba lần. Tôi không biết người ấy là ai. Tuy nhiên vào giờ sau Tết khi nghe cả ngày, Phêrô đã sám hối với khóc lóc thảm thiết và bắt đầu lại với cuộc đời mới, chấp nhận trở thành chỗ dựa vững tin cho anh em khác với Judas. Còn các tông đồ khác thì bỏ Chúa hết khi Chúa Giêsu bị bắt, Chúa cho họ sạch. Chỉ còn lại duy nhất một môn đệ được gọi là người môn đệ Chúa theo chân Chúa cùng soi. Dân chúng cũng là đối tượng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Họ là những người được nghe Chúa Giêsu giảng, cũng được chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, đã có những lúc họ theo Chúa, tin Chúa, được chứng kiến những phép lạ khi Chúa bảo hành thì họ tôn hô, khi Chúa Giêsu cởi lửa con điên bằng hành, dân chúng cầm hàng bạc về chạy áo xuống đường hoan hô Chúa, hoan hô hoan hô đại diện chúc tụng đừng ngự đến nhất nhất chúng hoan hô trên các đặc trưng ấy. Thế mà khi chúng tôi bị kết án, họ lại thay đổi ngay lập tức, đổi giọng, họ lại đồng thanh hô lớn đóng đinh vào thập giá, đóng đinh vào thập giá. Đúng là những con người không có lập trường, dễ thay đổi, sẽ bị suy kiến, dễ ùa theo đám đông, theo ý kiến của người khác, do chiều ta ta xoay chỉ lòng bà Finando là một nhân vật đáng để chúng ta tìm hiểu. Ông là một vị quan tổng trấn có quyền khá lớn xét xử Chúa Giêsu. Ông biết nói Chúa Giêsu vô tội, là người công chính. Vậy mà vì ham quỷ vô vị, vì để ác hơn, vì để không bị liên lụy, ông đã quyết định tha Barabbas cho một do cái. Còn Chúa Giêsu thì ông chịu cho đành đọc
quan nhu nhược, một người chỉ vì lời danh quyền hành mà bất chấp chân lý và sự thật. Để một vụ án bất công xảy ra, một người vô tội chết oan uổng. Và có lẽ chúng ta cần đặc biệt để ý đến thái độ giới chức lãnh đạo của giáo hạ. Họ biết khá rõ về Chúa Giêsu, biết ngài vô tội, biết rõ chứng cớ họ đưa ra đều sẵn sàng. Họ không có bằng chứng nào để kết tội Chúa Giêsu, ngoại trừ dựa vào một số lời dẫn dạy Chúa Giêsu. Ngài từ sự tình đàn của Thiên Chúa phá hủy đền thờ Jerusalem trong 3 ngày, ngài sẽ xây lại để kết tội Chúa Giêsu. Thật ra theo luật, những lời này, những bằng chứng này không đủ để chứng cứ pháp lý để kết tội tử hình cho Chúa Giêsu. Sâu xa để giới chức Do Thái muốn kết tội Chúa Giêsu chính là sự ghen tị, ghen ghét, không muốn ai biết mình, không muốn ai có thể làm biết mình hoặc giảm thiểu quyền lợi của mình. Và cuối cùng là thái độ chúng ta cần suy ngẫm và học hỏi, đó chính là thái độ trước khi bị đổ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện nghiêm túc sâu sắc để khám phá ra căn ý Chúa Cha. Tìm ra ý Chúa rồi, Chúa Giêsu đã cương quyết dứt khoát thực hiện cho đến cùng. Lạy Cha, xin cho con khỏi hướng chết này, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Sau khi bị bắt, hầu những ngày im lặng chấp nhận mọi oan uổng, đòn ngọt, lời kể đáng bất công, vác thập giá lên đầu đường cam kê, chịu đóng đinh, chịu sỉ nhục, chịu thương đau cả đời, xác lẫn thân, cô đơn như bị nhân loại và Chúa Cha bỏ rơi. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, sao ngài lỡ bỏ con? Vậy mà trước muôn vàn khổ đau người Do Thái gây ra cho Chúa, Chúa Giêsu vẫn một mực tha thứ và xin với Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hạ mình giết chết. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó chính là vì vua mang ơn cứu độ cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều nhân vật có mặt trong vụ án bất công đối với Chúa Giêsu, nhưng chúng ta thấy mỗi nhân vật có những thái độ, phản ứng và những cư xử khác nhau. Chúng ta thử đặt câu hỏi cho chính mình: tôi có bình thường thái độ hoặc cư xử với nhân vật nào trong đời sống thực tế hàng ngày của tôi không? Tôi có giống Judas Iscariot, coi trọng tiền bạc của ngài vật chất hơn Chúa không? Tôi đã bao giờ vì công việc, vì một đồng lương của ngày Chủ nhật, tôi dám bỏ lễ ngày Chủ nhật và lễ hội không? Đây là câu hỏi mỗi người chúng ta cần xét lại trong mùa tranh cãi này. Thực sự đối mặt với Chúa, mở lòng ra để chúng ta trả lời với ngài. Tôi có giống với Phêrô chối Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt, hay giống các tông đồ khác chạy trốn thì phải làm chứng nhân cho Chúa không? Tôi có thái độ của dân chúng vô ơn hay thay đổi khi tôi được yêu cầu làm chứng nhân cho sự thật hay không? Hãy thấy sự thật tôi ngoảnh mặt làm ngơ? Tôi có giống Phi-la-tô biết rõ sự thật bất công mà vẫn nhắm mắt làm ngơ để điều xấu tiếp tục xảy ra hay không? Và tôi đã có thái độ của Chúa Giêsu rằng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng thần hữu, chứ con là ơn Cha ban cho chúng con. Thật là chính đáng phải là xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, người là đấng vô tội đã cắt chịu khổ hình thay cho những người vô tội, và bằng lòng chịu kết án công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để đẩy chịu tội lỗi và đã sống lại để thay hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và cả thánh, chúng con ca ngợi Chúa và vui mừng phấn khởi lớn lao. Thank you.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điều gì?
Lê
Kính thưa các bạn chị em, chúng ta vừa tham dự một thánh lễ rất đặc biệt. Thánh lễ gồm cả phần đi phước nghiệp mà. Và tôi thực sự trân trọng sự cố gắng của các bạn chị em, nhất là một cháu, hai một kèm giáp nộp và ăn lợn của với ca đoàn đã phối hợp với nhau để làm một cuộc cung kính Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách rất long trọng và xuất sắc. Đó chính là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của chúng ta trong đời sống đức tin. Tôi nói là trưởng thành vì chúng tôi cũng đi tham dự nhiều cuộc rước lá, cử hành nhiều Chúa nhập lễ lá, nhưng ít khi tôi thấy có sự nghiêm trang và trân trọng như thánh lễ chiều hôm nay. Cảm ơn cha phó đã có bài chia sẻ này, giúp chúng ta suy nghĩ rất nhiều cho đời sống đức tin của mỗi người. Cảm ơn chúng con cả đoàn dưới trẻ này. Cha thấy chúng con luôn có một sự cố gắng nhất định và đúng là một triển vọng cho giáo xứ đến thánh của chúng ta. Cảm ơn quý chức và cộng đoàn đã về tham dự thánh lễ đông đủ cũng như tham dự cuộc rước lá trước thánh lễ một cách xuất sắc. Cảm ơn ban giám chương đã sắp xếp mọi công việc để thánh lễ diễn ra một cách tốt đẹp. Đặc biệt phải cảm ơn bộ tuyển và bộ thông đã chuẩn bị âm thanh phục vụ thánh lễ hôm nay một cách rất chủ đạo. Và theo như tinh thần của giáo xứ chúng ta thì hôm nay chúng tôi đã nhận được danh sách 4 vị chuẩn bị cho ban thường vụ hội đồng giáo xứ khóa tới, một vị từ giáo họ Đông Cường, một vị từ giáo họ Đông Biên, một vị từ giáo họ Đất Vườn và một vị từ giáo họ Sáng Tin. Và theo nguyên tắc, 4 vị này sẽ được các thành viên hội đồng giáo xứ bầu chọn vào ngày Chủ nhật 9 tháng 4, tức là Chủ nhật tuần sau. Vì vậy chúng tôi xin kêu gọi chị em thêm lời cầu nguyện để cho công việc bầu chọn ban thường vụ hội đồng giáo xứ đến thánh chúng ta sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Xin mời.